Tiếp tục về đề tài những bài tập nâng cao thể lực cho các cầu thủ, ngay sau đây xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong mục kiến thức gôn. Làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng chị Lương Giang vẫn không bỏ qua niềm đam mê thể thao của mình cũng như các buổi rèn luyện thể lực. Được bạn bè tư vấn, ngày hôm nay chị Giang đến phòng tập gym để tham khảo phương pháp luyện tập mới giúp ích cho việc đánh gôn của chị. Thực sự thì để mà chơi golf thì bạn rất cần thể lực, và golf thì có thể nói là nó cần rất nhiều những yếu tố ngoài sự là sức khỏe này, sự tập trung, độ dẻo dai, nên thành ra là những cái bài tập gym này hỗ trợ rất là tốt. Bởi vì mỗi một lần lên sân thì thông thường để mà chơi một ít nhất, ví dụ bạn có chơi 9 hố thì bạn đã mất đến 2 tiếng, chơi 18 hố thì mất gần đến 4 tiếng đồng hồ trên sân, bạn đi bộ rồi bạn đánh golf thì cũng phải rất cần cái thể lực của mình, và nếu như mà bạn không có một cái sức khỏe tốt thì bạn có thể ngất ở trên sân bất kỳ lúc nào. Chào Giang, chào mừng bạn đến với câu lạc bộ của chúng tôi. Huấn luyện viên golf của bạn đã chia sẻ với tôi về việc bạn muốn tập luyện để tăng sự linh hoạt và khả năng vận động cho phần thân trên, cột sống và tăng sức bền phần thân dưới. Tôi nghĩ điều đó là rất cần thiết cho một vận động viên golf. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với bạn phương pháp tập gym bằng một công cụ rất đơn giản nhưng lại tiện lợi, linh hoạt, phù hợp cho tất cả đối tượng nam hoặc nữ. Đặc biệt là chúng ta có thể mang theo để tập luyện bất cứ nơi đâu. Đây là chiếc dây kháng lực. Bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ tôi sẽ đi vào phần tập luyện chính cùng dây TRX, dây kháng lực, để tăng sự linh hoạt và sức mạnh cho golfer. Về cơ bản, dây này khá nhẹ, nên bạn có thể tập nhiều động tác kết hợp với nhiều phần trên cơ thể. Bài tập cơ bản gọi là squat. Bài tập này giúp làm tăng sức mạnh của phần thân dưới, đặc biệt cơ mông và cơ đùi trước. Ở tư thế chuẩn bị, bạn hãy đứng mở rộng chân bằng vai, giống như bạn setup cho tư thế swing. Ngả người về sau một chút và đẩy hông ra đằng sau. Giữ nguyên tư thế này từ 2 đến 3 giây, sau đó đứng lên. Sau đó dồn trọng lực xuống gót chân. Động tác này sẽ được thực hiện từ 10 đến 15 lần. Lưu ý, khi thực hiện động tác squat này thì đầu gối của chân này không được vượt quá ngón chân với chân kia. Hãy hình dung như bạn đang ngồi trên một chiếc ghế. Động tác này kết hợp hít vào khi ngồi xuống và thở ra khi bạn đứng lên. Bài tập tiếp theo có tên là TRX Lunge. Bài tập này khó hơn một chút, vì bài tập sẽ tác động tới từng chân một, giúp chân đùi và cả vùng cơ trung tâm săn chắc, giúp tăng tốc độ cho cú swing. Đầu tiên ở tư thế setup, cũng giống như squat, bạn hãy mở rộng chân bằng vai và hơi ngả người về phía sau, siết chặt vùng cơ trung tâm và ta sẽ thực hiện từng bước một như sau. Bước chân phải về phía sau, hạ đầu gối và mũi chân chạm sàn, đầu gối chân trái và bắp chân tạo góc vuông 90 độ, sau đó đứng thẳng người lên, đồng thời đưa chân phải lên, sau đó lại hạ xuống. Chúng ta sẽ đổi chân và thực hiện tương tự. Nào, bây giờ bạn hãy tập thử và lặp lại động tác này 10 đến 15 lần cho mỗi bên. Bạn đã sẵn sàng đến với động tác tiếp theo chưa? Động tác này có tên là TRX Airplane,
là một trong những động tác giúp tăng khả năng di chuyển của phần thân trên và thân dưới riêng biệt. Ở động tác này, bạn sẽ được tập luyện giống như mình đang thực hiện một cú swing. Bạn hãy set up tư thế đứng giống như chuẩn bị chơi golf. Với động tác này, bạn sẽ xoay từng tay một. Đầu tiên, giữ tay phải cố định và xoay tay trái, hướng vai trái lên trên. Và khi đưa tay trở về vị trí ban đầu thì làm tương tự với tay bên phải. Khi thực hiện động tác này, bạn nên lưu ý phần hông giữ cố định và chỉ di chuyển tay và thân trên. Động tác này sẽ tác động tới cơ ngực và đốt sống lưng. Bạn hãy thử thực hiện nhé. Set up và thực hiện. Rất tốt. Bài tập tiếp theo sẽ gần giống với TRX Airplane, có tên là TRX Golf Swing. Bài tập này là cách tuyệt vời để mở rộng vùng cột sống và giảm áp lực đối với phần thân trên trong suốt quá trình thực hiện cú swing. Tư thế setup sẽ giống với TRX Airplane, nhưng mở rộng hai bàn tay và xoay cả hai tay về cùng một phía. Bạn sẽ làm tương tự về số lần cho cả hai bên để tạo ra sự cân bằng. Hãy làm thử đi và lưu ý là đừng xoay phần hông. Bạn hãy đứng tại vị trí này và mở rộng phần chân bằng vai và bắt đầu xoay giống như thực hiện cú swing. Khi hai tay đưa lên trên, bạn hãy giữ nó trong vài giây, sau đó đưa tay trở lại vị trí cũ. Sẽ thiếu sót nếu nhắc đến việc tập thể lực. Nhiều người chỉ nghĩ đến việc tập gym chỉ có đẩy tạ và tăng cơ. Thể lực golf ở đây bao gồm sự tăng cường biên độ hoạt động của cơ, độ bền, sức mạnh và độ tập trung. Tất nhiên, tập gym cũng có rất nhiều thiết bị hỗ trợ đi kèm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn. Mọi thắc mắc xin gửi về trang Facebook của kênh truyền hình VTV hoặc gọi trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại 024 2220 8288. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.